Anh ước gì mình gặp được em sớm hơn, và người nắm tay em không phải là anh ta, để mỗi khi cô đơn lại về không quá nặng nề, rằng sẽ tâm tư của một người đến sau. Phố xa đông người nhưng lòng thì cô đơn, tại sao tình yêu lại phải tổn thương như vậy? Một kẻ hay mơ mang vác con tim của gã sau những nỗi buồn không hiểu vì sao. Buồn lắm em ơi, anh tránh than ai bây giờ, có sao ông tơ lại sẽ nhận duyên em với ai, nỡ bỏ anh lại giữa muôn vạn người, phải tự loay hoay đi tìm nhau chốn nhân duyên. Buồn lắm em ơi, anh xót thương cho phận mình, có sao yêu em mà anh lại là người đến sau. Anh biết anh sai vậy mà con tim vẫn đi sai đường, có lẽ chuyện tình chỉ đến thế em ơi.